Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 40 của bộ truyện Tu Chân Kiếp Tác giả vô tội qua giọng đọc của Phi Tùng Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio Để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc Cảm ơn các bạn rất là nhiều và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Ngụy Tác quyết tâm phải xây dựng được động phủ. Đó là điều chắc chắn phải làm đã chạm vào các đại phái như là Đông Giao Thắng Địa, Tụ Tinh Công, Thiên Nhất Môn, cứ ở trong thành thì rất dễ là bị tra ra được. Đối với cả các đại phái này, quy củ là do họ định ra, người khác không dám ở trong thành túy kích sát tu sĩ khác, nhưng họ muốn giết một tu sĩ Chu Thiên Cảnh không có bối cảnh gì, thì cũng không khác gì giết một con kiến đâu. Bởi vì không muốn lãng phí thời gian, cố gắng trong vòng một ngày gom đủ nguyên liệu cho địa hỏa lô phòng, rồi tìm địa điểm thích hợp kiến lập động phủ bố trí địa hỏa lô phòng và một vài thủ đoạn phòng ngự tất yếu chắc chắn sẽ mất mấy ngày liền. Lúc đó Trần Sống Minh chắc là đã luyện chế đủ bổ thiên đan cho gã đột phá đến địa cấp trung giai, vừa hay có thể đưa cả hai đến động phủ mới. Nên gã cần hỏi lục bảo lão đầu về điều kiện cần thiết của địa hỏa lô phòng. Nhưng mà hỏi rõ rồi thì giá của một địa hỏa lô phòng đích xác khiến cho gã sót ruột. Trung phẩm địa hỏa lô đã là hai vạn hạ phẩm linh thạch. Muốn lấy được địa hỏa lô từ dưới lòng đất lên Cần phải pháp trận cùng với cả pháp khí đặc biệt Ít nhất là cũng đến khoảng 2-3 vạn hạ phẩm linh thạch Nếu như là chỉ thỉnh thoảng mới sử dụng Không luyện chế quá nhiều Thì địa hỏa lô phòng không cần gì thêm Nhưng là như ngụy tác đây Liên tục sử dụng để mà luyện chế bổ thiên đan hoặc là luyện khí Thì cần phải có pháp trận hút lấy hỏa sát chi khí tỏa ra Lại còn phải cần lát thêm rất nhiều ngọc hàn mới Bằng không thì động phủ sẽ tụm thành một đám mây đỏ trên cao Người khác chỉ cần nhìn vào là sẽ nhận ra là có người đang ở trong động ngày đêm luyện chế cái gì đó Cộng thêm những thứ đó thì ngụy tác muốn có địa hỏa lô phòng Ít nhất cũng giá trị khoảng 6-7 vạn hạ phẩm đinh thạch Biết rõ những thứ cần thiết cho địa hỏa lô phòng rồi Ngụy tác lại hỏi rõ phương pháp nuôi dưỡng và khống chế diệt tiên đằng Sau đó lục bào lão đầu bảo gã những việc cần chú ý khi mà dựng động phủ Lúc này trời cũng đã gần sáng vẫn còn một thời gian nữa thì các phường thị mới mở cửa Gã không nghỉ ngơi mà lấy ra cổ phù ghi lại huyền sát đại pháp của Hoàng Thiên Nhai ra nghiên cứu Chỉ nhìn qua một chốc thì sắc mặt ngụy tác đã trở nên cổ quái Cái môn thuật pháp này đích xác là uy lực khả dĩ đạt đến thiên cấp trung giai Phải biết rằng là thiên cấp thuật pháp Cả tông môn như là thiên nhất môn và tụ tinh tông thì cũng không có môn nào Tu đạo giới ở thiên huyền đại lục từng có tu sĩ sử dụng huyền cấp công pháp phối hợp với cả thiên cấp thuật pháp lợi hại mà đã biến thiên hạ thành vô địch thủ. Hiện tại thì toàn thiên huyền đại lục cộng hết số thiên cấp thuật pháp nổi danh lại cũng không đầy 50 môn. Huyền sát đại pháp này thì không thể trực tiếp tham ngộ hoặc là lợi dụng chân nguyên điều khiển mà là song thu thuật pháp cực kỳ đặc biệt. Theo như là cổ phù giới thiệu, khi mà nam nữ hoan ái thì sẽ thành công tu luyện theo thuật pháp, lúc mà đối địch thì mới thi triển ra được tu vi càng tinh thâm thì lúc đối địch chân nguyên vận chuyển kích phát thành huyền âm chi khí càng thêm lợi hại song tu càng nhiều uy lực môn thuật pháp này càng thêm mạnh cái môn thuật pháp này thì tương tự như là hoan hỷ song tu thiền của đại hoan hỷ cung càng đặc biệt ở chỗ là nếu như là hoan hỷ song tu thiền cần cả nam và nữ cùng tu luyện theo thuật pháp thì huyền sát đại pháp này khi mà vu sơn vân vũ chỉ cần nam tu hành công Mỗi lần xong tu thì uy lực của huyền sát đại pháp lại tăng lên Tinh nguyên của nam tu sẽ hình thành một viên hàn đan trong thể nội của nữ tu Hàn đan này còn được gọi là huyền nữ đơn Là nam sắc tinh châu cực đậm âm hàn chi khí Mà ngụy tác thấy hai nữ tu thi triển tại cổ hòe Trang Và theo cổ phù ghi chép thì hàn đan này sẽ lớn lên theo số lần xong tu Uy lực tăng dần Sau thì rốt cuộc có thể cao hơn cả kim đan của tu sĩ Nếu nữ tu đạt đến mức kim đan cảnh tu thành một viên hàn đan thì uy lực tương đương với cả kim đan thì thực lực sẽ cao hơn kim đan của tu sĩ. Nhưng bất quá thì huyền sát đại pháp của nam tu và hàn đan trong thể nội của nữ đều có tốc độ tiến giai cực kỳ chậm như là tu sĩ tu luyện chân nguyên công pháp vậy. Cổ phù có giới thiệu rằng là mới luyện thì huyền sát âm khí không chụp nổi một cái bình hoa còn hàn đan ban đầu thì không bằng một hạt gạo. Theo cổ phù thì tu luyện đến mức như là hoàn thiên nhai và hai nữ tu kia thì ít nhất cũng phải trên một nghìn lần song tu Việc đó khiến cho Ngụy Tác vẫn còn là một người xử nam thì làm sao mà chịu nổi Mẹ kiếp con bà nhà nó Gã nhăn nhó ré lên Sau đó cẩn thận thu lại cổ phù Rồi móc ra một cói lọ đựng thiên vân tinh ra ré lên mà đau xót Hôm nay gã đã thấy uy lực của thiên vân tinh Chỉ tiếc rằng gã lo lắng hiệu lực không có đủ nên dùng hơi quá tay trong lọ thiên vân tinh chỉ còn lại có một chút đáy tối đa dùng được một lần nữa mà chỉ thu hút được yêu thú trong phạm vi khoảng 300 dặm mà thôi. Thiên vân tinh tại toàn bộ thiên huyền đại lục cũng là vật hiếm có. Hôm đó lục bảo lão đầu tìm được một bình thì coi như là may mắn lắm rồi. Muốn mua thêm thì là bất khả thi. Xót ruột một lúc rồi gã vội vàng thu lại số thiên vân tinh còn lại. Rồi uống một viên bổ thiên đan nhắm mắt điều tức. Khoảng hơn một canh giờ sau, liên tục luyện hóa nhiều viên bổ thiên đan, ngụy tác mở bừng mắt đứng dậy đi sang một gian tĩnh thất khác dặn dò chu thiếu xuân mấy câu giao cho y một linh thạch đại đoạn ra khỏi linh bảo phường đến chỗ tập trung nhiều phường thị nhất ở tại lạc nguyệt thành trưa ngày hôm sau linh quang lóe lên ngụy tác mặt mày nhợt nhạt hiện rõ thân ảnh trong truyền thống trận pháp ở thanh phong lăng à Tiền bối Thấy gã vừa xuất hiện từ trong pháp trận Hai tên đệ tử của thiên nhất môn trông coi nơi này đều kinh hãi hành lễ Dù gã đã dùng tiềm ẩn quyết ẩn giấu một tầng tu vi Thì cũng là chu thiên cảnh lưỡng trọng Linh khí uy áp vượt ra tu sĩ thần hải cảnh Thoáng nhìn hai tên đệ tử thiên nhất môn Sau đó ra khỏi lòng núi ngụy tác bất giác lại thời khổ Vốn rằng là gã định ở lại Lạc Nguyệt Thành này chỉ một ngày Nhưng mà mua đủ nguyên liệu cho địa hỏa lô phòng khó hơn sự tính theo lời của lục bảo lão đầu Tất cả đều là hàng tầm thường Nhưng mà ngụy tác qua thực tế tiếp xúc thì đã phát hiện rằng Có lẽ là vì hai vạn năm nay số lượng yêu thú trong thiên khung nhiều hơn trước Thủ đoạn kiếm linh thạch của tán thu thông thường là săn yêu thú Còn tu sĩ tự luyện đan luyện khí thì ít hơn nhiều hai vạn năm trước Cộng thêm nhiều tông môn thiết lập địa hỏa lô phòng Nên là nguyên liệu hiếm thấy hơn lục bảo lão đầu tưởng tượng Ngụy tác sau thì rốt cuộc tốn thêm khoảng 3.000 hạ phẩm linh thạch Mua một địa hỏa lô đã được người ta chuẩn bị sẵn, gom mới đủ nguyên liệu cho địa hỏa lô phòng của mình. Bởi là nếu thiết lập một cái địa hỏa lô hoàn toàn mới, thì ít nhất cũng mất hơn một tháng. Gã nghe ngóng được là, biết được dù có đến thất tinh thành, thì cũng không thể mua được những địa hỏa lô phòng. Dù tốn thêm 3.000 hạ phẩm linh thạch, thì gã phải mất thêm cả nửa ngày nữa. Bất quá sau khi mà ra khỏi truyền tống trận, ngụy Tác thong thải tìm một nơi trong thanh phong lăng để mà điều tức nửa canh giờ. Cũng bởi vì sợ ai đó bám theo mình Nên là sau khi dùng truyền tống trận pháp qua Lạc Nguyệt Thành về lại Linh Nhạc Thành Đổi lại mấy lần truyền tống trận pháp khác đến đây Thân thể không dễ chịu một chút nào Ngụy tác quyết định là sẽ kiến lập động phủ ở bên ngoài thiên khung Ra khỏi thiên khung thì lúc nào cũng có thể gặp phải cao gia yêu thú Nên là cần phải giữ được trạng thái tốt nhất Ngụy tác đã có hai tấm địa đồ bên ngoài thiên khung Một là chỉ đường đến Bắc Mang Lăng ở cực Nam Cách thiên khung khoảng 5.000 dặm Đoạn long nhai mà gã muốn đến thì cũng nằm ở trên quãng đường này Tấm còn lại thì trách về phía đông Xa nhất tới Bạch Cổ Hoa Nguyên cách cả 3.000 dặm Hai tấm địa đồ này thì đều là do tu sĩ của một tiểu đội nào đó Vì một lý do nào đó mà đến Bắc Mang Lăng và Bạch Cổ Hoang Nguyên chế tác Những tu sĩ này tả lại những nơi đi qua Tuy là cũng khá là chính xác Nhưng mà cũng không chính xác quá mức Tối đa cũng chỉ chênh lệch khoảng 200 dặm so với thực tế trên hai tấm địa đồ đều là những đường dài Trông như là những đường cái quan ngoằn nghèo Bất quá thì hai tấm địa đồ này có ý nghĩa đối với cả tu sĩ Là cảnh báo trước Cung cấp con đường tương đối là an toàn Khỏi những nơi có yêu thú tụ tập Hoặc là đối với cả những tu sĩ định đi săn yêu thú đặc biệt Thì nơi nào thường có Hai tấm địa đồ này có ghi chú rõ ràng về lục cấp Thậm chí là thất cấp yêu thú Chỗ nào cũng thấy cực kỳ đáng sợ Vốn rằng là Ngụy Tác định chọn một chỗ ở trên đường đến đoạn Long Nhai để mà kiến lập động phủ, nhưng mà nghiên cứu hai phần địa đồ hồi lâu thì gã quyết định là chọn Tiểu Dạ Sơn thông đến Bạch Cổ Hoang Nguyên. Gã thì không muốn kiến lập động phủ quá gần thiên cung, nhờ như vậy thì sẽ dễ dàng bị tu sĩ khác phát hiện. Sau này dù có đại thế lực định đối phó với gã, muốn đánh đến động phủ thì cũng không dễ dàng. Nhưng mà cự ly quá xa thì cũng không thể được, không thể xa quá 1500 dặm được, Bằng không lúc gã muốn trở về truyền thống trận pháp thì lại tốn mất một thời gian rất là bất tiện khi mà cần kíp. Trong cự ly khoảng 800 đến 1.500 dặm, ở trên địa đồ đoạn Long Nhai thì không có địa điểm thích hợp. Những nơi kín đáo một chút đều thập phần nguy hiểm. Còn tiểu dạ sơn cách thiên khung ước chừng khoảng 900 dặm thì không chỉ là địa hình không tệ mà còn là nơi uh, tứ cấp trung gia yêu thú tinh mộc ngao tụ tập. Số lượng yêu thú này mà nhiều thì sẽ công kích các yêu thú khác nên là quanh tiểu dạ sơn thì có ít yêu thú khác đi qua Và quan trọng nhất là tinh mục ngao Cũng giống như là xích dực viêm ma đều là mù và điếc Chỉ dựa vào khí tức để mà cảm chi thôi Có thanh hoàng hồ lô trong tay rồi ngụy tác ra vào tiểu dạ sơn sẽ thập phần an toàn Chỉ khi đưa người khác vào thì sẽ hơi phiền hà một chút Khi mà trời sắp tối ngụy tác cưỡi bạch ngọc hoạc bay đến tiểu dạ sơn Vốn theo tốc độ phi độn của ngụy tác Thì đến đây không cần ngần ấy thời gian nhưng mà vì bên ngoài thiên khung dù là kim đan kỳ tu sĩ cũng có thể gặp phải nguy hiểm bất mạng gã chính vì vậy mà phải thận trọng đi theo con đường an toàn nhất từ từ đến được nơi dù vậy thì gã vẫn giao chiến dữ dội với cả một con tứ cấp cao gia yêu thú xích hỏa điêu đột nhiên xuất hiện sau đó dùng bộ pháp khí kim sắc lý ngư đánh tan sắc tham cấp đê giai thiết trào vân nha giảm đánh lén gã để nó biết là chiêu vào tu sĩ chu thiên cảnh tam trọng thì sẽ gặp phải hậu họa gì Nhìn xuống Tiểu Dạ Sơn, gã chợt ngẩn người. Theo như là địa đồ, Tiểu Dạ Sơn là một góc đơn giản tuột bậc, nhưng mà đến nơi rồi thì gã mới thấy là trên một ngọn núi cao hơn 200 trượng, có tới 3-4 ngọn, khác hẳn tưởng tượng trước khi mà gã đến đây. Định thần lại, gã cưỡi Bạch Ngọc Hạc bay một vòng quanh núi. Và càng khiến cho Ngụy Tác toát mồ hôi, là lúc đến nơi rồi mới phát hiện trình thể rằng là Tiểu Nhạn Dạ Sơn này, giống hệt như là Dạ Hồ. Giống như là một cái bô đi vệ sinh ban đêm vậy Một mé đỉnh núi khá là tròn Còn đầu bên kia là hai đỉnh núi thấp hơn trụm lại Trông giống hệt như là một cái miệng bô Bảo bối dưỡng quỷ quán cũng giống như là dạ hồ Động phủ chọn thì cũng là như vậy Con bà nhà nó Sau này chắc gã còn bị người ta gọi là dạ hồ chân nhân không nhỉ Ngụy tác phát cuồng định chọn nơi khác Nhưng mà thấy không còn sớm nữa Đành quan sát lại dạ hồ sơn này Gã đành kích phát ra thanh hoàng hồ lô được ất mộc linh khí bao phủ, sau đó đáp xuống miệng bô đó. Thôi, kệ con bà nhà nó Dạ hồ chân nhân thì dạ hồ chân nhân. Thoáng sau thì Ngụy Tác đứng trước một vách đá dựng đứng lên tiếng mà cảm thán. buộc phải thừa nhận rằng nơi này quá thích hợp để mà kiến lập động phủ. Hai đỉnh núi ôm nhau hình thành một lòng cốc trông như là một cái bô nếu là nhìn từ trên cao xuống. Ngụy Tác hiện tại đứng trước một vách đá có một mặt hồ trong veo bốc lên hơi sương nhàn nhạt. nhạt. Miệng bô đó thì có một mặt hồ Trông càng giống như là một cây bô thật sự Nhưng mà dù gã đi trong sân cốc này Tu sĩ lướt qua phía trên tiểu dạ sơn thì vị tất là phát hiện được Ngụy tác lúc còn ở trên không cũng vì hơi sương bao phủ Mà không nhận ra biên giới có hồ Đá núi thì cực kỳ là trơn nhãn Khác hẳn những ngọn núi khác thường lùng thủng lỗ chỗ Chưa biết chừng đào vào sẽ gặp phải hang động yêu thú Và tuyệt diệu nhất là vách đá cả trăm trượng thì lại ở độ cao chừng khoảng hơn 20 trượng có một khe hở vừa đủ cho một người đi qua Ăn sâu vào chừng khoảng 10 trượng là nòng núi hoàn chỉnh Vào trong khe nước mới mở động phủ thì bên ngoài hoàn toàn càng không có dấu tích nhận dạng ra được Cảm thán xong rồi thì ngụy Tắc điều khiển Bạch Ngọc Hạc lướt vào khe núi rồi thu lại Đến gần lòng hồ núi thì thỏ tay ra lấy thanh đao của Lưu Tam Pháo Đoạn gã vung đao lên Cây đao của Lưu Tam Pháo độc đáo ở chỗ là chất liệu có thêm thái ất tinh kim Cắt đá núi như là đậu hũ Mà cũng không hề lo lắng sự sức mẻ gì cả Ngụy tác cơ hồ mỗi lần chém xuống là một tảng đá lớn cỡ nửa người bị cắt rời Gã không vội dọn dẹp, cứ để đá rơi xuống khe đá Không cần biết là động có đẹp hay không Chỉ cắm đầu vào đào như là muốn đào xuyên núi vậy Mà cũng phải nói rằng là động lớn hay động nhỏ đều là phúc địa của gã cả bởi vì từ khi gặp Nam Cung Vũ Tinh đến giờ Ngụy Tác mấy lần phát tài đều ở trong động cả Nên là lần này đào động gã càng thêm hăng hái Sau gần nửa canh giờ đào bới Thì một thông đạo dài mấy chục trượng Đủ cho một người thẳng lưng đi qua Thấy ngoài trời đã tối Gã càng đào nhanh hơn rồi hơi đào hướng Đào thêm trường khoảng hơn 10 trượng nữa Thì dừng lại đoạn nhảy khỏi khe núi Lúc mà sắp đến vách đá Thì gã đào một cái hố lớn nhìn vào khe núi Lấy từ nạp bảo nang ra mấy thi thể, thổ hệ tam cấp yêu thú trôn xuống, rồi lấp đất lên, đoạn thận trọng lấy bảo nguyên gọc hạc, lại kích phát thanh hoàng hồ lô. Đoạn gã dùng con dao bạc, khều mầm diệt tiên đằng trồng lên mấy thi thể yêu thú đó. Đoạn gã lại lấy ra một cái bình dược nhỏ dịch đỏ sậm xuống, tưới lên rễ của diệt tiên đằng. Diệt tiên đằng như là thể uống thuốc bổ vậy, đột nhiên sinh cơ dâng tràn, rễ mọc rất là nhanh. Ngụy Tác tỏ ra hơi khẩn trương triệt đi ất mộc đinh khí của Thanh Hoàng Hồ Lô, tức thì hoan hỉ, bởi vì cái mầm diệt tiên đằng này không hề phản ứng với gã. Rõ ràng được là dược dịch của Lục Bảo lão đầu dạy gã luyện chế tối qua đích xác là hữu dụng với gã diệt tiên đằng. Trước kia thì Thiên Mẫu Tông được diệt tiên đằng bảo vệ sơn môn, có một loại mộc hệ thuật pháp, mỗi nhánh diệt tiên đằng trồng xuống lại luyện chế một đạo phù lục tương đương với cả khống linh thuật. Diệt tiên đằng có thể tự động công kích tu sĩ và yêu thú, đệ tử của Thiên Mẫu Tông phụ trách diệt tiên đằng cũng sẽ như là khi khống chế yêu thú mà sai khiến diệt tiên đằng đình chỉ hoặc là cưỡng ép công kích. Ví dụ như là hiện tại mà Ngụy Tác đến trước diệt tiên đằng của Thiên Mẫu Tông xưa kia, dù là kích phát Thanh Hoàng Hồ Lô, đệ tử của Thiên Mẫu Tông trông thấy đi nữa thì vẫn có thể khống chế diệt tiên đằng công kích cả được. Nhưng mà thuật pháp này của Thiên Mẫu Tông thì Lục Bảo Lão Đầu cũng không rõ, chỉ biết một phương pháp từ hơn 2 vạn năm trước dùng để nuôi dưỡng thực vật tương đương với cả nhận chủ Khi mà luyện chế dược dịch này cho thêm máu của gã vào Diệt tiên đằng sẽ cảm nhận được khí tức Sẽ không phát động công kích Có điều ngụy tác thì cũng không thể khống chế diệt tiên đằng công kích Cái thứ nó không cảm chi được Phương pháp tương đương với cả nhận chủ này chỉ có thể sử dụng được một lần Sau này khi mà luyện chế dược dịch cho thêm máu của bọn nam công vũ tinh vào Diệt tiên đằng cũng không nhận ra được cũng giống như là yêu thú non khi mà mở mắt liền nhận vật sống đầu tiên nhìn thấy là phụ mẫu sau này có vật sống khác cho uống sữa Thì nó cũng không bao giờ nhận đâu Nhưng mà từ lần sau nếu mà bọn Nam Công Vũ Tinh muốn vào Thì vẫn cần dựa vào thanh hoàng hồ lô Ngụy Tác mỗi lần trồng thêm một nhánh diệt tiên đằng Lại phải luyện chế dược dịch Dược dịch này tốn hơn 80 hạ phẩm linh thạch Mà tối qua đã luyện chế hơn 30 lô rồi Trồng xong diệt tiên đằng thì Ngụy Tác quay về khe núi Chui vào thông đạo Dùng một phần đá vụn rơi xuống lấp kỳ lối vào Đoạn gã lấy ra bốn cây bạch sắc tiểu kỳ bố trí trên thông đạo Sau đó dần chân nguyên vào Bốn lá cờ phát ra đạo bạch quang Chìm xuống dưới đất hình thành bốn tầng bạch sắc quang mạc Đoạn gã lại lấy ra bảo tấm hồng sắc ngọc phù Cẩn thận thử trước phương vị rồi mới cắm xuống đất Một đạo linh quang phòng ngự từ giấy pháp trận giấy lên Hỏa diễm trận coi như là hoàn thành Có hai pháp trận uy năng phòng ngự chỉ là bán linh dai Đối với cả một động phủ thực lực quá nghèo nàn nhưng mà hộ sơn pháp trận cao cấp nhất thời thì không thể tìm được Cũng may là tứ linh kỳ trận ngụy Thác khó khăn lắm mới có Trừ linh quang trào có tác dụng phòng ngự Ngăn chặn tu sĩ hoặc là yêu thú xâm nhập Thì còn có thể cách tuyệt khí tức nữa Xong xuôi đâu đó thì ngụy Thác lại cầm đại đao của Lưu Tam Pháo Tiếp tục đại nghiệp đào động Được trường khoảng 4-50 trượng rồi Gã ngừng đào sâu thêm Mà đeo gọt xung quanh để mà lập ra thạch thất đầu tiên của mình Thạch thất này được gã đào rất là rộng Trường khoảng mười mấy trượng Cao gấp đôi cả gã Tuần mất hơn một canh giờ Ngoài trời đã tối đến mức lục bảo lão đầu cũng ra được ngoài Ai chà chà Tiểu tử khá đây nhỉ Thạch thất này theo thiết kế của gã sẽ là đại sành Đề phòng vạn nhất có yêu thú xâm nhập Nên phải đào rộng một chút tiện lợi cho thi pháp Xong xuôi đâu đó thì ngụy tác nghỉ một chút Rồi từ thạch thất đầu tiên này bắt đầu mở một thông đạo khác Trước khi mà đào thạch thất tiếp theo Thạch thất thứ hai thì còn lớn hơn cả cái thứ nhất mấy lần liền Khiến gã kỳ công tới tận nửa đêm Đây là chỗ gã dùng để nuôi dưỡng phệ tâm trùng Yêu thú lấy được từ cổ hề trang thì ngụy tác chưa bán con nào mà mang hết đến đây Số lượng yêu thú nhiều như thế chỉ có thể là bán dần dần Quan trọng nhất là phệ tâm trùng hút vào não yêu thú thì sẽ trưởng thành tiến giai rất là nhanh Hiện tại gã vẫn chưa kịp đếm số lượng yêu thú trong ngần ấy nạp bảo nang Nhưng mà ít nhất là không đến 3.000 thì cũng phải 2.000 con Lúc mà gã tu luyện thì cứ lấy ra phệ tâm trùng tùy tiện hút Xong đổi lại thì gã rất là muốn xem là Với số lượng yêu thú như thế này Thì con phệ tâm trùng sẽ tiến giai được đến mức nào Tùy tiện lấy 30 yêu thú từ trong một nạp bảo nang ra Rồi thả phệ tâm trùng từ trong nôi thú đại ra Sau đó thì ngụy tác cầm đao của Lưu Tam Pháo Hoàn thành nốt gian bồi yêu thất đơn giản Sau đó quay lại đại sảnh Tiếp tục đào theo hướng ngược lại dựa vào độ sắc bén của thanh đao lúc mà trời tờ mờ sáng ngụy tác bắt đầu đào từ đại sảnh thêm hai thông đạo nữa mở hai gian thạch thất lớn ngang với cả bồi yêu thất gã dùng hai gian này làm địa hỏa lô phòng và nhà kho còn tĩnh thất cho tu luyện và nghỉ ngơi và để nguyên liệu chứa luyện khí phù để thử uy lực thuật pháp cùng với cả pháp khí gã định đào ở sau cùng đồng thời đào thật nhiều thông đạo như là mê cung sau này sẽ sắp đặt sẵn mai phục mấy lối thoát dù có đối đầu lợi hại đến đâu thì cũng không thể bắt được gã Bất quá thì được một lúc sau đó gã thấy mệt mỏi liền lấy từ nạp bảo nang ra một tấm thảo ngân thi thảo trải xuống đất ngủ ngon lành Gần đến buổi trưa ngày hôm sau gã tỉnh dậy nhưng mà không vội mở động phủ Mà đẩy đá lấp cửa ra Ra ngoài quan sát một lúc Xác định là sơn cốc không có bất cứ một dấu tích tu sĩ hay là yêu thú hoạt động Nên chỉ thấp thoáng nhìn rồi nhảy ra ngoài xem xét cây diệt tiên đẳng mới trồng Mầm của Diệt Tiên Đằng lúc trồng hôm qua thì không khác gì ở trong Bảo Nguyên Ngọc Hạp Nhưng chỉ sau một đêm đã dài thành hơn ba thước bỏ lên cả vách núi Xem ra có linh dược đặc biệt và yêu thú bón vào Thì tốc độ sinh trưởng của Diệt Tiên Đằng đã vượt xa lúc ở Di Thiên Cốc cả năm không được động đến yêu thú Mắt hơi ánh lên sự vui mừng Ngụy Tác thử lấy từ nạp bảo nang ra một thi thể nhị cấp hạ dai Thực khổ điêu Ném xuống bên cạnh Diệt Tiên Đằng Gã hít một hơi lạnh bởi vì diệt tiên đằng lập tức như là một con rắn đỏ tía lao tới với tốc độ kinh nhân quần lấy thực hổ điêu thân cây còn mảnh mai cắm thẳng vào huyết nhục lập tức thì thi thể của thực hổ điêu xẹp xuống với tốc độ trông thấy hút máu thịt của thực hổ điêu rồi cành lá của diệt tiên đằng nhanh chóng đỏ lên sau một canh giờ mới từ từ tiêu hóa trở lại màu sắc đỏ tía như là trước diệt tiên đằng dài ba thước thì vẫn quấn chặt lấy thực hổ điêu đã khô tợ hồ là vẫn còn muốn hút thêm dinh dưỡng từ đó Ngụy Thác đột nhiên lấy ra thanh đao của Lưu Tam Pháo, đào một cái hố cách Diệt Tiên Đằng một trượng, chôn mấy con yêu thú xuống đó, lấp đất rồi giơ đao lên chém vào Diệt Tiên Đằng như là thái rau. Thanh đao được luyện từ thái ất tinh kim này cắt đá núi đơn giản như là đậu hũ, mà chém vào Diệt Tiên Đằng chỉ bằng ngón tay lại không mảy may chảy xước. Tận đến lúc dồn chân nguyên triệt để kích phát uy năng của đại đao, chém liên tục hơn 20 đao thì mới cắt được một đôi chút của nhánh Diệt Tiên Đằng. Chưa dừng lại, Ngụy Tác liền cắm nhánh diệt tiên đằng mới đứt xuống cái hố cạnh đó, lại đổi thêm một bình dược dịch đỏ sậm xuống. Theo như lời Lục bào lão đầu, nửa nhánh diệt tiên đằng này sẽ mọc rễ biến thành một cây mới, vẫn tiêu hoa một bình dược dịch mới, không công kích Ngụy Tác. Quan sát một lúc, xác định là nhánh diệt tiên đằng cắm xuống không tan đi linh khí mà đã trở thành một nhánh mới. Lúc đó Ngụy Tác mới quay lại động phủ đơn giản tuột bậc tiếp tục mà đào bới. Sau buổi trưa thì gã đào xong hai gian phòng ở đằng sau bụng núi làm địa hỏa lô phòng và cái kho Cả mấy gian thạch thất để mà nghỉ ngơi nữa Khiến cho gã bất ngờ là khi cố ý mở lối cụt và đôi rẽ Thì liền nghe thấy tiếng nước chảy loáng thoáng Lần theo tiếng nước chảy mà đào chừng khoảng vài trượng thì thấy một dòng suối trong mát từ trong núi phun ra Ngụy tác liền hớn hở, chế mạnh mấy lần dọn sạch xung quanh Phát hiện rằng là ngọn suối từ trong khe núi phun ra chỉ lớn cỡ bằng cánh tay Xem ra là mặt hồ bên ngoài Trừ nước mưa thì vẫn còn nhờ ngọn suối này thấm ra Quan sát một chút Ngụy Tác mở một gian thạch thất ở chỗ ngọn suối Đào một cái ao Bịt mọi kẽ hở lại Và cái ao liền biến thành một nơi nước trong leo lèo Điều chỉnh dòng nước đổ xuống cái ao là nước sẽ đầy luôn Nước suối có phẩm chất rất là cao Gã không chỉ có thể dùng tắm rửa Mà dùng cho luyện một số loại dược dịch cũng được Mở xong thạch thất này rồi Gã lại quay về gian dùng làm địa hỏa lô phòng Khảm Hàn Ngọc mua được tại Lạc Quyệt Thành lên vách Hàn Ngọc vừa được khảm xong Thì nhiệt độ thạch thất hạ xuống dần Ngay cả hơi gã thở ra Cũng khiến biến thành vô số bạch sắc băng tinh nhỏ xíu Ngoài trời lúc này đã tối hẳn rồi sao rồi đã chuẩn bị xong cả chưa lục bảo lão đầu từ trong dưỡng quỷ quán chui ra nhìn thạch thất đầy hàn ngọc tặc lưỡi mà hỏi bắt đầu thôi ngụy tác lúc này đang ngồi xếp bằng dưới đất từ từ mở bừng mắt ánh mắt ánh lên một chốc rồi nói với cả lục bảo lão đầu tuy đã nghe lục bảo lão đầu nói về phương pháp bố trí địa hỏa lô nhưng gã hoàn toàn không có kinh nghiệm nên không dám hành sự vạn nhất khống chế không thành địa hỏa lô Cả gã và động phủ chưa hình thành này đều bị thiêu thành cho Bà nãy gã thấy là sắp đến giờ nên nhắm mắt điều tức Nhưng mà không ngờ là điều tức ở đây lại có hiệu quả tốt hơn đối với cả việc khôi phục tinh thần và thể lực Xem ra hoàn cảnh lạnh lẽo nào đó có ích với cả băng linh can tu sĩ Chả trách mà có những băng linh can tu sĩ thậm chí quanh nam tu luyện tại băng cung Hoặc là mang theo vạn niên huyền băng khiến trên người luôn toát ra về khí tức băng lạnh Ta thì đương nhiên là không vấn đề gì rồi, ngươi muốn bắt đầu lúc nào trả được. Thấy Ngụy Tác thận trọng như vậy, Lục Bảo lão đầu thở ơ mà đáp. Gật gật đầu, Ngụy Tác lấy trận bàn ra đặt xuống đất, rồi dùng mấy chục viên tinh thạch các màu và tám tấm ngọc phù đặt vào vị trí tương ứng ở trên bàn trận. Trận bàn này theo lời của Lục Bảo lão đầu, đã xuất hiện từ 3 vạn năm trước, khiến tu sĩ không nghiên cứu trận pháp cũng có thể đặt chính xác mọi nguyên liệu bố trận, tạo thành một pháp trận phức tạp. Bằng không thì một kẻ ngoại đạo như là Ngụy Tác muốn tạo ra một pháp trận đối với cả địa mạch là việc bất khả thi. Ai, chắc là không thành vấn đề gì đâu. Mắt của lục bà lão đầu ánh lên nét tán thường bởi vì việc gì dính đến tính mạng là Ngụy Tác cực kỳ cẩn thận. Mấy chục nguyên liệu bố trận mà gã đã đặt rất là chuẩn xác rồi. Vậy thì ta bắt đầu. Ngụy Tác hít một hơi thật là sâu. Chân nguyên được dồn vào một viên hoàng sắc tinh thạch chân nguyên vừa được dồn vào thì không chỉ hoàng sắc tinh thạch mà mọi tinh thạch, mọi ngọc phù ở trong pháp trận đều sáng lên. Ngụy Tác không dừng tay mà chân nguyên liên biên dồn vào đó. Bảy viên hồng sắc tinh thạch ở trong trận pháp đột nhiên phun ra ngọn lửa nóng bỏng, làm tan chảy lớp đá bên dưới liên tục thiêu xuống. Chỉ trong tích tắc sau đó thì sợi lửa liên tục chìm xuống, trong vòng 3-4 trượng dưới pháp trận đã triệt để tan chảy, biến thành nham tương chỉ đỏ rực. Đặc biệt là tinh thạch và ngọc phù vẫn bất động nổi trên nham tương như là bàn cờ, quang hoa lấp lánh nối thành một trình thể. Khoảng hai canh giờ sau, ngọn núi gầm lên chầm chầm rồi hơi chấn động. Như là một con cự long thức tỉnh vậy, sức mạnh kinh nhân muốn lao ra khỏi địa nham tương trì. Phong! Ngụy tác hô to, mặt thì biến sắc như là lâm đại địch, lấy ra một tấm hắc sắc pháp phù. Tấm pháp phù này được gã kích phát, ầm một tiếng đại hỏa mang theo vô số hắc khí tràn ra pháp phù liền hóa thành hắc quang ép hắc khí chậm lại cùng với lúc đó thì cái lò đồng xanh miệng có 72 kim thiềm được đã lấy ra khỏi nạp bảo nang đặt lên nham tương trì âm 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 âm, âm. ngụy tác dồn chân nguyên vào địa hỏa lô rực quang hoa địa hỏa từ phía dưới cuốn lên thông qua pháp trận ở dưới lò chảy hết vào trong cái lò sôi trào thạch thất thì rực hồng quang Nam Tương chỉ lại cứng dần Chỉ có khu vực đặt đò là vẫn còn quần quận Nam Tương Ngụy Tác liền thở vào nhẹ nhõm Địa hỏa lô 72 cái miệng kim thiền thì đã hoàn toàn bố trí xong rồi Nơi này có thể chính thức được gọi là động phủ thực thụ được rồi Lại nói thì Ngụy Tác liền lấy từ làm bảo lang ra mọi thứ như là bàn, ghế, vật dụng vân vân Là động phủ thì tất nhiên không thể quá nghèo nàn không có nạp bảo năng chống để mang thêm đồ đến Thì gã thậm chí còn mua một cái tại Lạc Nguyệt Thành Đặt xong đồ đạc vào phòng rồi Ngụy Tác lại khảm một viên dạ Minh Châu lên trần mỗi gian Còn đặt nhiều chậu ngân thiên trúc Để giữ cho không khí trong động phủ được trong lành Xong xuôi thì động phủ của gã đã có quy cách khá là chuẩn rồi à... Ở trong tĩnh thất tu luyện Ngụy Tác trải ra một lớp ngân ti thảo Rồi làm như ảo thuật vậy Lấy ra một chiếc giường hồng ngọc hồng mộc chứ chảy lông kiều trắng muốt mềm mại lên đó dễ chịu thật đó cười nhăn nhở một đoạn gã thoải mái xoài mình trên giường ời nếu như là có linh quả viên và ôn tuyển chỉ như là chỗ thiên cấp thì quá tốt rồi lục bào lão đầu thấy vậy thì liếc khá cực kỳ là khinh miệt mà nói này người ta thì mở động phủ ngoài kia là về đi săn yêu thú đỡ phải quay về hoặc là vì khổ tu còn người thì như là đang muốn ừ, hưởng thụ vậy ấy chết lão đầu lão không hiểu rồi ngụy tác cười hăng hắc mà giải thích tu luyện thì vốn đã khô khan như vậy dù gì thì cũng nên điều tiết thoải mái một chút hơn nữa tu vi cao không phải là vì muốn sống cho thoải mái hay sao để không bị ai bắt nạt mà đi bắt nạt người ta hay sao cái gì ta chưa hiểu ý của ngươi lục bào lão đầu càng thêm khinh thường những tu sĩ khác thì dốc lòng tu luyện đều là vì muốn sống lâu hơn có được thần thông cao hơn còn ngươi thì lại vì sống cho thoải mái Hoặc là bắt nạt người khác Lạ thật Ngụy tác hầm hừ nói Không sống cho thoải mái Hoặc là được bắt nạt người khác Mà bị bắt nạt như vậy Thì sống lâu làm cái gì Lẽ nào sống lâu chỉ vì tiếp tục khổ tu Rồi lại khổ tu tiếp Ta có phải bị bệnh đâu Lục bảo lão đầu nghe vậy thì ngẩn người Câu này tự hồ có lý Nên lão đành nói Thôi 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 Muốn có linh quả viên thì đơn giản lắm ở bên ngoài thiên khung thì có đầy hoa dị mộc Tùy tiện di thực vào là xong Còn ôn tuyển trì thì lại càng đơn giản Cứ thiết lập xong địa hỏa lô Chỉ cần dẫn nước một vòng quanh địa hỏa lô phòng Rồi quay về cái ao là xong Như thế còn bớt được hỏa khí cho địa hỏa lô phòng đó Ờ nhỉ Đúng là như vậy Lão đầu Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ Lão hôm nay thông minh cho phép Ngụy tác liền từ trên giường nhảy xuống Lấy đao của Lưu tham Pháo chạy ra Gã đào một cái rãnh từ phòng chứa ngọn suối dẫn về phía địa hỏa lô phòng Chảy có một vòng phía địa hỏa lô rồi quay trở về Nước suối khi mà quay trở lại đã biến thành nhiệt khí đằng đằng Ngụy tác liền nổi hứng đào một cái ao nữa cạnh đó Như vậy thì không chỉ có ôn tuyền trì mà có cả một ao nước suối lạnh Muốn tắm nước nào thì cũng được Này này này, ngươi muốn hưởng thụ thì làm cho tử tế một tí đi Ngứa cả mắt Tìm cách lấy một viên yêu đơn thủy kỳ lân về ngâm vào ao rồi tính Lục bào lão đầu nhìn ngụy tác đang đắc ý thuật bậc nói một câu Sao? Thủy kỳ lân ư? Là lục cấp thượng gia yêu thú ư? Ngụy tác nuốt nước bọt Ngâm yêu đan thú vào đó thì có tác dụng gì chứ? Thì ta biết một công thức là dùng yêu đan của thủy kỳ lân phối hợp với cả mấy linh dược Thả vào ôn tuyển chỉ tạo thành dược thủy Sẽ có tác dụng tăng cường thần thức đó Lục bảo lão đầu giải thích Có hiệu quả như vậy ư Ngụy tác đảo mắt một cái Nói đầy khẳng định Ở được Nhất định là nghĩ cách lấy một viên yêu đan thủy kỳ lân về đây mới được Nghe vậy thì lục bảo lão đầu bĩ môi Không nói thêm gì nữa Ngụy tác thì cười ngượng ngùng Gã nói thì rất là lớn lối Nhất định là phải lấy được một viên yêu đan thủy kỳ lân Nhưng mà với thực lực hiện giờ Thì lục cấp thượng giai yêu thú Tương đương với cả tu sĩ phân niệm kỳ ngũ trọng chỉ một ngụm nước bọt thôi là cũng chưa biết chừng có thể khiến cho gã chết chìm rồi Muốn sống thoải mái không bị ai chèn ép thì phải trông vào thực lực mà thôi Cười gượng một hồi ngụy Tác ngâm mình trong ôn tuyển một lúc Đợi trời sáng hẳn thì mới rời động phủ Hả? Mới vào trong cốc thì gã đã nhíu mày lại Từ ngoài xa thì từng sợi khói đỏ bay lên mây Phía trên đám mây đã biến hết thành một màu đỏ Trông như là một cột mây nấm ở trên bầu trời vậy là Hồng Lang Yên. Đây là phương thức liên lạc của Ngụy Tác định ra cùng với cả Nam Cung Vũ Tinh với Hàn Vi Vi. Cả hai kẻ đầu óc đơn giản Chu Thiếu Xuân và Trần Sùng Minh nữa. Hồng Lang Yên này thì luyện chế từ phân nhị cấp yêu thú Hồng Bối Lang. Đốt lên rồi thì không chỉ chạm tới mây mà đám mây ở phía trên cũng biến thành một màu đỏ, hồi lâu không tan, ở bên ngoài nhìn dạng cũng có thể nhìn thấy. Ngụy Tác với cả bọn Nam Cung Vũ Tinh đã hẹn trước là khi có việc cấp gì thì vào sáng sớm sẽ đốt hồng lang yên tại thanh phong lăng bên ngoài thiên khung Đoạn gã sẽ cùng họ gặp mặt chỗ xác định ở trong thanh phong lăng Và nếu là phương thức này hữu hiệu Thì ngụy Tác sẽ phải mỗi buổi sáng phải nhìn lên xem Nhưng mà hôm nay gã ra ngoài chỉ để xem tình huống nuôi dưỡng hai nhánh diệt tiên đằng Không ngờ lại thấy được là hồng lang yên Lần này tìm gã thì chắc không phải là Chu Thiếu Xuân với cả chân Sùng Minh Bởi vì trước khi đi thì gã đã bảo hai là phải bế quan tại Linh Đan Phường Để cho chân Sùng Minh luyện chế đủ 150 viên bổ thiên đan rồi mới liên lạc lại với gã Mà theo thời gian thì khoảng 7-8 ngày nữa Thì chân Sùng Minh và Chu Thiếu Xuân mới theo phương thức này bắt liên lạc lại Nam Cung Vũ Tinh hay là Hàn Vi Vi đây Ngụy Tác hơi trầm ngâm một chốc Kích phát thanh hoàng hồ lô Lấy ra bạch ngọc hạc Theo lối đã vào đây mà quay lại thanh phong lăng khoảng gần hai canh giờ sau ngụy tác cưỡi bạch ngọc hạc xuất hiện tại thanh phong lăng hàn vi vi hả cơ hồ khi mà mới vào sơn cốc ngụy tác nhìn thấy một uh, ngân sắc thân ảnh quen thuộc nhưng mà gã cứng người bởi vì bên cạnh hàn vi vi còn một tu sĩ mặc áo bảo đen che kín mặt mũi cơ nhã sao tuy rằng đã không nhìn rõ diện mạo nhưng mà ngụy tác cơ hồ nhìn là nhận ra ngay hắc bảo tu sĩ đứng bên cạnh hàn vi vi là cơ nhã đã gặp ở trong di thiên cốc Thân ảnh này, y phục này, ta đã, đã quá quen thuộc. Ngụy Thác, sao bây giờ mới tới? Người bày ra cái phương thức liên lạc kiểu gì mà làm ta đợi mãi? Hiện tại còn đứng đó làm gì? lại còn giả mù không thấy ta sao? Định bắt bọn ta đến gặp mặt sao? Nhất thời không ngờ gặp Cơ Nhã tại đây, Ngụy Thác khiến Hàn Phi Phi thập phần bất mãn mắng mỏ. Hàn Phi Phi, đừng vô lễ. Cơ Nhã mắng, đoạn đi về phía của Ngụy Thác cởi tấm hắc bào che mặt xuống, dung nhan tuyệt mỹ mà gã quen thuộc lại xuất hiện ở trước mắt của hắn. tiểu nữ là cơ nhã, là sư thư của hàn vi vi. đến trước mặt của ngụy tác rồi, cơ nhã hơi hành lễ. trước đây tiểu nữ có nghe hàn vi vi nói đến ngụy huynh nhưng mà chưa có duyên gặp gỡ. à cái chuyện đó, ờ à, tại hạ thì kiểu ngưỡng đại danh, à, các vị đến tìm có việc gì không vậy? này 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 ngụy tác ngươi ăn nói cho tử tế có được không hả ấp a háp úng nghe khó chịu thế bị cơ nhã mắng thì hàn vi vi bĩu môi không vui vẻ gì đi tới thấy ngụy tác như là đang ngậm nước miếng thì nàng ta không nhịn được mà bột miệng à, à chuyện này à hôm qua không cẩn thận chẳng may cắn vào đầu lưỡi nói năng không được tiện cho lắm ngụy tác còn cong lưỡi lên hàm hàm hồ hồ mà nói như vậy cờ nhã chợt có cảm giác kỳ quái quá theo lý thì tu sĩ mặc áo xanh rất là bình thường này Khẳng định nàng ta chưa gặp Nhưng mà không rõ vì sao mà lần đầu tiên thấy gã Nàng lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy Hơn nữa không hiểu vì sao Nàng cảm nhận được ánh mắt của gã nhìn mình có vẻ đặc biệt Không như tuyệt đại đa số nam tu thấy dung nhan của nàng ta thì thất hồn lạc phách Lẽ nào y là kẻ ở trong di thiên cốc Ý nghĩ đó trượt lóe lên trong lòng của nàng nhưng mà nàng ta ngầm lắc đầu bởi vì cảm giác kỹ thì khí tức của gã và tu sĩ trong di tiên cốc thì khác hẳn nhau. Hiện tại thì tu sĩ này ngoại trừ băng linh chi khí phải có của băng linh căn do huyền minh tiên liên hình thành. Thì còn thấp thoáng hỏa linh khí tức. Tự hồ là gã vốn là tu sĩ có hỏa linh căn. Còn tu sĩ ở trong di thiên cốc thì không có linh căn gì. Vốn là có thiên phú hỏa linh căn tu sĩ sao? Trải trách bà tu vi tiến cảnh kinh nhân như vậy và Cơ Nhã nghĩ, cùng là Hỏa Linh căn tu sĩ thì Cơ Nhã cảm ứng được hỏa linh khí tức của gã nên hiểu ngay. Nhưng mà công thức đó thì hít sâu một hơi Cơ Nhã như mặt bảo gã, "Ờ, à, ta đến đây để mà cảm ơn Ngụy huynh đã cho sư muội một nhánh tử hồ hoa. Tiếp nữa là muốn thỉnh giáo Ngụy huynh việc để sư muội chuyển giao cho ta công thức đó." Tử hồ hoa ư? Thấy Cơ Nhã thì tự hồ là không nhận ra mình. Ngụy Tác thầm phở phào nhẹ nhõm rồi lại tiếp tục ấp ống. À, cái tử hồ hoa đó thì không thể so sánh với cả giá trị của huyền minh tên liên mà cô nương đã tặng cho tại hạ được. Lẽ ra thì tại hạ nên cảm tạ mới đúng. Còn cái công thức kia thì à, có vấn đề gì sao? À, không có vấn đề gì đâu. Chỉ là... Cơ nhã hơi do dự. Tự hồ là đên cân nhắc là xem nó như thế nào. Ngụy tác này, Ngươi lấy đâu ra công thức đó vậy Hàn Vi Vi không hề khách khí với cả ngụy tác Trực tiếp ném một viên đan dược xanh biếc vào tay của gã Ra vẻ thẩm vấn Mà thực ra ngươi có phải là luyện đan sư lục phẩm trở lên không À Đó là viên đan dược luyện từ công thức của lục bảo lão đầu sao Ngụy tác có phần hiếu kỳ nhìn viên đan dược thơm nức màu xanh biếc ở trong tay Thầm máy động Nhưng mà nghe Hàn Vi Vi hỏi vậy thì giờ khóc giờ cười nói hàn vi vi ngươi thấy ta dấu luyện đan sư lục phẩm trở lên sao ờ à, thế nào ngươi tưởng ta là nghiên cứu ra công thức đó chắc thì tất nhiên là ta thấy không giống rồi nhưng mà bất quá thì ngươi đã dùng địa hỏa lô tại linh đan phường hàn vi vi hoài nghi nói với gã hơn nữa cái công thức này thì ta tận mắt thấy ngươi viết ra chắc là đã nhớ trong óc rồi ngươi thấy đan dược của tu sĩ từ hải đường xong thì mới đưa cho ta công thức này về giao cho sư thư Công thức này luyện chế thành đan dược có công hiệu ngang với cả hồi khí đan Nhưng mà giá thấp hơn bốn phần Lúc đó mà tùy tiện cho người ta một công thức có phải là quá lạ không? Ít nhất thì người biết đó là công thức gì đúng chứ? À thì... Được thôi Ta thừa nhận là ta biết công thức đó Ngụy tác đáp Nhưng bất quá là do ta vô ý lấy được thôi Ta làm sao mà lợi hại mà tự nghĩ ra được Còn đan dược này thì ta chưa từng luyện viên nào đâu cái gì người có công thức này nhưng mà vì sao lại không tự luyện đi mà lại đi đổi linh thạch thế hàn vi vi hử một tiếng thì ta nói rồi ta đâu phải là luyện đan sư không luyện được bao nhiêu viên mỗi ngày hơn nữa ta chỉ là tiểu tán tu dù một ngày luyện được cả đống thì sẽ bị đại môn phái để ý thế nào cũng bị bắt đi làm luyện đệ tử luyện đan cả ngày khổ lực cho người ta bản thân chẳng được lợi lộc gì ngụy tác nói lạ nhỉ Ta còn cứ tưởng ngươi là đại cao nhân ẩn tàng cơ đấy Hàn Vi Vi bĩu môi Vậy ngươi còn công thức nào khác nữa không Này Hàn Vi Vi Cơ nhã ở bên cạnh liền nhíu mày lại Trừng mắt với Hàn Vi Vi rồi quay sang bảo với cả ngụy tác Ờ công thức đó thì đã quý giá với cả chân bảo các lắm rồi Ờ không rõ là ngụy huynh có yêu cầu gì không Nếu có thì chân bảo các mà làm được Nhất định sẽ không làm cho ngụy huynh thất vọng đâu <laughs> Chi bằng làm vợ ta đi Nghe cờ nhã nói vậy thì ngụy Tác sao xuyến lắm Thiếu chút nữa nói ra một câu đầy vô sỉ như vậy Tiểu sử nam như gã Tại di thiên cốc đã nhìn sạch sành xanh cơ nhã Vị trí của nàng lại vô hình chung Đã ở trong lòng của gã Thấy nàng và Hàn Vi Vi Thật lòng gã rất là thích nàng Không chỉ vì nàng xinh đẹp thôi đâu Bất quá nghĩ lại nếu là thực sự nói như vậy Thì e rằng là Hàn Vi Vi sẽ cho ngay một cước vào mõm của gã Gã liền ho khan mà nói À, à, Hàn Vi là bằng hữu của Tại hạ. À, dù gì thì cũng từng cứu mạng Tại hạ, ở à, giúp nhau cũng là chuyện bình thường thôi. Nếu bảo là phải đưa ra yêu cầu, thì sau này nếu Tại hạ tìm được công thức gì đó, muốn nhờ Cơ Nhã cô nương luyện chế giúp thì hy vọng là cô nương không cự tuyệt. Chỉ cần Cơ Nhã có thể, nhất định sẽ giúp Ngụy Hình luyện chế. Cơ Nhã gật đầu. Ờ à, mà hiện tại tình hình thế nào rồi? Ngụy Tác hỏi Cơ Nhã. Đã tra ra là đông giao thắng địa giờ trò gì chưa? À, có công thức này rồi Thì dù là đan dược của hồ như là hồi khí tán xuất hiện với số lượng lớn Thì cũng không thành vấn đề gì nữa đâu Cơ nhã nói Tối đa thì Chúng ta có thể kiếm bất kỳ một linh thạch khác Đan dược của các hạ bán ra Thì bọn ta có thể hạ xuống dưới một viên hạ phẩm linh thạch Mà hiệu quả lại cao gấp đôi hồi khí tán E rằng tất cả sẽ đổ xô mua đan dược này thôi Còn về phần đông giao thắng địa thì à, quả thật là đến giờ vẫn chưa có manh mối gì cả ngừng lại một chốc cơ nhã nhìn gã rồi trả lời ngụy tác bèn gật đầu ở ban đầu cô nương nói là đến đây là vì công thức luyện đan hàn vi vi còn hỏi tại hạ là có phải luyện đan dược sư dư lục phẩm trở lên không là việc đó có quan hệ gì chứ à chả là cái công thức mà các hạ đưa cho ta theo mục quang của các luyện đan sư hiện tại thì là hoàn toàn bất hợp lý cờ nhã giải thích Trong đó thì có hai nguyên liệu thậm chí là thủy hỏa bất dung Luyện đan sư thông thường không thể cho hai loại đó vào một công thức được Chỉ có cao giai luyện đan sư đã nghiên cứu qua hai nguyên liệu này Thì mới có năng lực hóa giải dược tính của cả hai Mà với năng lực luyện đan hiện tại của ta hiện giờ Thì tối đa cũng chỉ trở thành lục phẩm luyện đan sư Nếu như là được có người trình độ lục phẩm trở lên chỉ đạo Thì đẳng cấp luyện đan của tôi khẳng định là sẽ được nâng cao thêm nhiều vậy ư ừ. vậy không rõ đẳng cấp luyện đan của lục bà lao đầu đến mức nào rồi nhỉ ngụy tác nghe vậy lầm bầm nhưng mà bề ngoài thì vẫn bình tĩnh mà nói ở à, vậy thì tại hạ không thể giúp được gì rồi thôi không sao dù gì cũng đã có công thức của ngươi xem ra lúc quan trọng thì vẫn còn hữu dụng hàn vi vi chen vào một câu à ngụy tác lần trước ngươi nói là đi chuẩn bị một số thứ tu luyện ra bên ngoài thiên khung này lén lén lút lút làm cái gì đó Người đã đồng ý cái việc kiếm linh thạch thì phải đưa ta theo cơ mà À Ta không phải đi kiếm linh thạch Mà chỉ là thiết lập động phủ ở ngoài thành mà thôi Sao? Tự lập động phủ ư? Ánh mắt cơ nhã hiện lên sự kinh ngạc Hơi ngẩng lên nhìn gã Ngụy hình có thể cho tiểu nữ xem qua động phủ được không? Ta đảm bảo sẽ không tiết lộ với ai đâu Ngụy tác trầm ngâm một chốc rồi gật đầu Ờ à, không thành vấn đề Chỉ là cách đây hơi xa Giờ mà đi ngay thì dù xem qua, lúc quay lại cũng trời gần tối rồi. Không sao đâu. Cơ Nhã liếc gã, "Nếu Ngụy huynh thấy không sao thì uh, tiểu nữ với cả Hàn Vi Vi sẽ ở lại qua đêm ở đó." "Hả? Qua đêm sao?" Cơ Nhã vừa nói xong thì không chỉ Ngụy tác mà ngay cả đến Hàn Vi Vi cũng ngẩn cả người. Ở trong ấn tượng của Hàn Vi Vi thì Cơ Nhã chưa từng ôn hòa với nam tu nào như thế, đừng nói là muốn qua đêm ở chỗ người ta. Sao vậy? Ngụy Hình thấy bất tiện sao? Gã không đáp, cơ nhã lại hỏi à, 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 chỉ cần là các vị thấy nơi này không quá đơn giản Thì tại hạ là tất nhiên là không có gì là không tiện cả Thấy Linh Nhạc Thành đệ nhất mỹ nữ bị mình nhìn sạch sành xanh Thậm chí còn đụng chạm ra thịt đưa ra yêu cầu như vậy Thì Ngụy Tác đương nhiên là không nhẫn tâm cự tuyệt rồi